thấy bà thằng Hạnh gì vâng, chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của NVN NVN, kênh chia sẻ cuộc sống đời thường của Nam. Và hôm nay thì là những cái phiên chợ cuối năm và Nam này đang có mặt ở một cái hàng anh chị thấy là vàng mã đúng không? Thì với mỗi người dân Việt Nam thì cái chuyện cũng thắp hương cho tổ tiên ông bà đó là một cái phong tục từ ngàn đời rồi. Với những cái ngày cuối năm thì thường là các cô chú anh chị các bạn thường thì có thường xuyên là đến những cái cửa hàng đó này thì để mua những cái vàng mã này, vàng hương vàng. Vâng, đây cô này thì cô chú thì rất là quen Nam rồi, ra là cô chú biết rồi. Và Nam sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn cũng như mọi năm thôi ha. Đây cô đấy, đấy cô đấy, cô bán cho nên là cô cứ nói là trần sao thì âm vậy. Thường đây anh chị các bạn có thể thấy được là cô đang ấy đấy, đây là cô bán vàng mã đấy ạ. Đây này, này là cúng 30 rồi là hai người Tết giao thừa ha. Rồi khách cô mua cả áo để cho những gọi là người thân đã khuất anh chị nhá. Vâng. Viên vàng này rất là nhiều thứ. Nào mà muốn gửi đến anh chị các bạn những cái hình ảnh về cuối năm đấy chị. Dạ. Đây là những cái hình ảnh rất gần gũi với những người Việt Nam anh chị. Và cuối năm thì thường luôn nhớ về những người đã khuất, tổ tiên ông bà, để mua những cái bộ đồ bằng tức là vàng mã đấy chị, vàng mã này, rồi tiền bạc đó, tiền của tiền gọi là ngân hàng địa phủ đấy chị, vâng, để gửi đến người thân ở dưới đã khuất đấy chị. Vâng. Dạ. Một cái hình ảnh rất là gần gũi. Vâng. Đây ông đây này. Đây ông đây, đây ông đây. Rồi. Có mọi người thì quan điểm mỗi khác. Dẫu sao thì cái việc mà cúng khấn anh chị ạ, cúng khấn rồi thờ cha thờ mẹ thì đó là một cái phong tục bất di bất dịch rồi của người Việt Nam anh chị. Thì ở đây Nam cũng có thấy là cái gọi là cái văn khấn anh chị ạ, văn khấn cổ truyền Việt Nam. Ôi. Đó thì hôm nay thì cái vàng mã gì ạ? Vàng mã thì không những tiền Việt mà có cả tiền đô của vàng mã nữa. Ok. Thì cái này thì không biết là nó gọi là tâm linh thôi chị. Thì Nam cứ chia sẻ những cái hình ảnh này thôi. Còn thật sự thì Nam cũng không hiểu nhiều về cái phong tục này lắm. Thì chỉ biết là thờ cúng cha mẹ này, có nhang khói này, rồi tức là nhang đèn đấy chị. Vâng. Nhang đèn thì có đèn tức là đèn cầy, và đèn cầy thì có nhang hoặc có thể là nhang vòng, hoặc là nhang vòng thì bỏ cái cây này, còn không thì đốt nhang cái nang to thì nó đã cháy, cái nhang cây này cháy lâu và cái nhang nhỏ thì nó cháy nhanh hơn, thì cái giá cả nó khác nhau anh chị nhá. Và đặc biệt thì Nam thì cũng nên là Nam cũng nghĩ là chúng ta đốt, nhưng mà đốt ít thôi, đốt một nén thôi, hoặc để cho nó có mùi nhang, hoặc là ta nên đốt nhang mà nó có thương hiệu một chút ha, thương hiệu một chút thì cái mùi nhang đấy, mùi nhang nó sẽ cũng có thể khói nhiều á chị. Vâng. Đây một tấp nập cái cửa hàng bán vàng mã cuối năm. Thì Nam thì cũng có hy vọng là nếu như có tiền thật thì có một tập như thế này là ok lắm rồi, nhưng mà chắc là hơi khó nhỉ. Vâng, đây chị và các bạn có thể thấy những cái cảnh tấp nập của cuối năm, của phong tục của người Việt Nam đó anh chị. Vâng. Anh chị có thể xa quê thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh này có thể nhớ về quê hương gia đình ha. Tất nhiên thì ở mỗi cái quốc gia khác nhau thì họ sẽ có một cái phong tục khác nhau. Nhưng đấy là cũng một cái phong tục truyền thống ấy ạ. Không thì bỏ được. Cha mẹ như thế nào đó thì đến đời con cũng vậy thôi. Còn ít nhiều hay không, nhưng mà tất cả thì nó cũng là cái tấm lòng thành đó chị. Khi mà làm những cái việc đó thì cảm thấy cuộc sống nó cái tâm nó an hơn thì những người đang còn trên cõi trần gian thì cứ hay nghĩ về người
đã khuất là như vậy. Đó thì những hình ảnh nó rất là gần gũi như vậy đấy anh chị. Đấy, cô đang bán hàng bằng mã. Cái bên vòng vàng đó là những cái gọi là cái cục gọi là cục vàng, và còn đây là tiền. Nam thì không hiểu về cái tiền này đâu nha anh chị nhá. Anh chị biết thì cứ comment, còn Nam thì chỉ chia sẻ những hình ảnh về cuối năm anh chị. Còn rất là tấp nập. Nam thì có đi chợ hoa, ra cửa hàng thịt, ra cửa hàng bánh chưng, bánh tét, bán dưa, rồi cửa hàng trái cây. Ở những nơi Nam đến thì chia sẻ lại anh chị và các bạn những cái hình ảnh đó. Và rất là nhiều luôn anh chị nhá. Và cũng mong anh chị và các bạn chúng ta mỗi người thì có một cái quan niệm khác nhau, nhưng mà cái hình ảnh này thì nó vẫn cứ hiện hữu mãi. Và với người dân Việt Nam thì nó luôn 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 có mặt ở trong cái đời sống, đặc biệt là đời sống tâm linh anh chị nhá. Đây đây chị có thấy đó. Những cái này là để cho người ở dưới gọi là không còn ở trên cái cõi trần gian. Đấy, xe ngựa, mà Nam thấy có cả nhà cao tầng này, xe ô tô luôn nha anh chị nhá. Rất là nhiều thứ luôn. Rất là tấp nập anh chị. Thứ năm thì những cái đây rất là tấp nập. Cái hàng xe ô tô luôn. Dạ vâng, đây. Ở đây thì có cả đặc biệt là bán chầu cau anh chị nhá. Vâng, sự tích chầu cau. Vâng, chầu cau thì không thể thiếu ở trong mâm cúng nữa anh chị ạ. Vâng. Và những bình rượu, những cái bình rượu chú lấy cho cháu bình, một cái bình rượu hồ lô. Dạ, cháu lấy bình nhỏ. Dạ, bao tiền cái đó? Cái này 5.000. Dạ, chị cho lấy một bình. Nhà cháu có một bình rồi. Con cứ đứng đây nhá, ba sang bên này một tí. Sang bên này đứng đây, đừng có đi đâu. Nam cũng mua một cái bình rượu của anh chị, bình rượu, bình rượu hồ lô á. Vâng, bình chú ơi. Đây thôi lại chậm. Cái này. Dạ. Lấy một cặp, một chia cái. Họ cho lấy một cặp đi. Cho lấy một cặp luôn này. Một cặp. Nam để mua một cặp rượu, bình rượu anh chị để về để cúng á. Vâng. Dạ đây. Và dù có hiện đại gì ạ, dù có hiện đại rồi, có đi đâu về đâu, những anh chị có thành đạt cỡ nào thì cái việc mà cúng khấn ấy chị nhá, cúng khấn rồi thắp hương tổ tiên thì Nam thấy là hầu như ai cũng có hết. Tất nhiên là ai làm mà thôi thôi. Đấy, trong một gia đình thì thường là Nam thấy thì cái việc đó thì nó luôn luôn ở trong mỗi gia đình. Và thì Nam muốn chia sẻ thêm với anh chị một chút ha. Cuối năm bận rộn quá cô nhỉ. Tiền thật thì bán ra có tính được cái tiền mà bán ra. Thắp hương các cụ mà. Vâng, thì nhưng mà ý là cái tiền này bây giờ mà quy ra tiền thật thì chắc là nhiều lắm nhỉ. Nhiều lắm. À, hàng tỷ đô hả? Đúng rồi. Dạ. Hàng tỷ đô. 20.000 nữa, rất nhiều tờ. Đúng rồi. Này. Ngày cô là có tính tâm linh con cháu tưởng nhớ đấy ông bà. Cô có bán, cô có quy ra được cái tiền mà hàng ngày cô xuất ra hàng bao nhiêu cái tiền tiền của địa phủ. Bao nhiêu tỷ? Hai tỷ đồng. Thì mọi người mua nhiều thôi. Còn bình thường thì chỉ có nhà ai có dỗ thì mới mua, không cô cũng chả đưa được. Tức là rất nhiều hả? Các phục vụ. Cô thì phục vụ đài tiền vàng. Cái này thì một cái là gọi là một cái gì? Cái này là một nén hả cô? Bên này gọi là nén vàng. Nén vàng hả? Tết thì hy vọng là có độ 10 nén nữa này thôi, mà vàng thật thì cũng không cần cầu mong nhiều cô nhỉ. Con cháu đầu tiên là cứ xin ông bà là phù hộ cho mạnh khỏe. Cái văn hóa truyền thống Việt Nam là như thế mà. Dạ. Cái khỏe là phải làm gì làm, nhưng mà vâng. Nhưng mà cứ ngoài khỏe ra thì cứ kiếm được khoảng độ 10 cục đó là về ok rồi. Cô cái tờ mà cháu thấy cái tờ đỏ đỏ bên trong nó có cái vàng đó là gọi là cái gì? Tiền đó. Đó đó đó, cái đó đó. Cái tiền đấy là giấy tiền đỏ nó cũng Phật.
À. Quan, còn cái tiền xanh này này cúng ra tiền này. À, đấy. Tức là cái này là cúng. Cái này là cúng ra tiền này cô. Tiền cúng có cụ đấy. Ra tiền, cái này cũng vậy hả? Còn cái tờ vàng đỏ vàng vàng. Cúng táo này. Dạ. Tiền này đỏ này cúng Phật. Cúng các quan. À đây hả? Đây cái này là cúng các quan hả? Ồ thế là mình phải biết cái này là cúng các quan à. Còn cái này là đây này. Cái tiền này là cái tiền này thay tiền Việt tức là thay tiền thật. À. Các cụ mọi khi là con cháu là hay cúng cái tiền thật nhưng mà cái tiền thật là cúng nó mất vệ sinh. À. Ý là cất để nó không vệ sinh ấy. Là cúng thay bằng cái tiền này. À. Còn tiền này là tiền đô la, còn tiền này là tiền âm phủ, tiền Việt ngày xưa, à, tiền từ thời tiền cổ. Tức là chúng người cái người mà đã người ta sản xuất là người thứ nhất. Bán được rồi. Ok. Vâng, rồi cho cảm ơn cô nha, rồi cô bán hàng đi. Ok. Và một vài chia sẻ của cô bán hàng, tức là thật ra thì mỗi cái công việc thì nó đều có kiến thức các chị ạ. Thì thật ra thì mình cứ thành tâm là ok thôi. Nhưng mà thì cũng tiện đây thì hỏi thêm một chút, biết thêm một kiến thức, tức là cho cái tâm mình là an hay chị ạ. Một năm mới và cho cái nó thanh thản, còn cái Phật ở trong tâm hả anh chị ạ. Chúng ta cứ làm tốt, chúng ta cứ sống vui này, chúng ta cứ san sẻ yêu thương thì mọi việc nó sẽ đến thôi anh chị nhá. Đó thì Nam muốn gửi đến anh chị và các bạn một cái hình ảnh, cái như là chúng ta cũng cứ nhớ về người đã khuất, nhà đặc biệt thì cũng cứ là làm những cái gì mà thấy tâm nó thanh thản thì chúng ta cứ làm. Và video của Nam thì xin kết thúc ở đây và chúc anh chị, quý vị và các bạn có một năm mới tràn đầy niềm vui. Và đừng quên like cũng như là cho biết ý kiến anh chị ở dưới video. Và đừng quên đăng ký để ủng hộ NVN Vlog, kênh chia sẻ cuộc sống đời thường của Nam. Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị các bạn đến video clip tiếp theo nhé.